Đôi khi mình sẽ vì muốn thắng đội đối phương thì mình sẽ cứ bấm bất chấp thôi. Xong đó lên đó thì mình cứ hát theo quán tính. Ca sĩ khách mời đại diện đội chủ nhà thì có phần hơi thiệt thòi một xíu so với lại đội chơi. Là đôi khi có những ca khúc nó không phải thể loại mình thường nghe thì là mình cũng sẽ không có nhớ lắm. Nghĩ là đây cũng là một cái rất là hay của chương trình. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Trận Đấu Ca Từ vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Cảm ơn rất nhiều. Đón xem tập 12 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.